The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, hôm nay Jimmy có một vị khách rất đặc biệt đến từ Paris. Vị khách này là một trong những người đã đem âm nhạc Việt Nam của chúng ta, nhạc cổ truyền Việt Nam của chúng ta ra thế giới và được cộng đồng quốc tế trao tặng rất nhiều những giải thưởng. Hôm nay Jimmy hân hạnh mời lên đây để cùng chia sẻ về âm nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nhạc sĩ Trần Quang Hải. Con xin chào chú. Dạ, xin cảm ơn Jimmy. Là tôi cũng rất là làm vui mừng để được góp phần vào trong cái chương trình Jimmy Show. Tại vì tôi có ở bên Pháp, tôi có liên lạc thường xuyên trên YouTube, là tôi đã tải rất nhiều cái chương trình của Jimmy vào trong những cái website của tôi. Yeah. Tại vì là những chương trình thấy rằng người còn trẻ tuổi mà lại là có cái đầu óc nghiên cứu, muốn nghiên cứu một người nào đó là đi tìm tòi tất cả từ cái lúc mà người đó bắt đầu cuộc đời ca hát hay là đi nghiên cứu về âm nhạc đi tới ngày hôm nay. Và bằng lòng đi rất xa, như đi nghiên cứu chị Thanh Thúy đó, bằng lòng đi tới Sacramento rồi để mà đi thâu. Và làm những cái chuyện diễn là rất là hay, rất là có ích lợi để cho chúng ta có được một cái số tài liệu chính xác về những nghệ sĩ, về những ca sĩ của Việt Nam. Hôm nay gặp chú ở đây thì con đã tìm hiểu, đã nghiên cứu và cũng đã biết chú xuất thân trong một gia đình tới 5 đời là phục vụ cho nghệ thuật truyền thống Việt Nam mình. Vậy thì từ đầu, cái người đầu tiên trong gia đình của chú là tên gì, có thể cho khán giả được biết? Tại vì chú đã rất là may mắn được sinh trong một gia đình có 5 đời nhạc sĩ cổ truyền. Ông sơ đó là Trần Quang Thọ. Trần Quang Thọ đó là người ở trong gọi là nhạc triều đình Huế. Là một người nhạc công rất là nổi tiếng. Không phải nổi tiếng về cái vấn đề như là ở trong cái ban nhạc truyền thống nhạc triều đình Huế. Thì khi đó nó là ông cố đó tên là Trần Quang Diệm. Trần Quang Diệm đó thì đi vào trong Nam rồi, ở trong cái làng Vĩnh Kim là chuyên môn sử dụng cái đàn tỳ bà. Là được gửi đi ra thành nội ở ngoài Huế để mà học cái đàn tỳ bà. Tại vì đàn tỳ bà ở trong miền Nam không có. Kế tiếp đó là ông nội tên là Trần Văn Triều, tự là Bảy Triều. Là ông Bảy Triều rất là được nổi tiếng trong cái giới đơn ca tài tử Nam Bộ, là sáng chế ra cái dây tố lan cho đàn kiềm.
Tố Lan là tên của một người người yêu hồi đợt trước đó, thành ra đặt tên là dây Tố Lan. Mà cái cách lên dây đó là giữa hai dây đó là cách nhau là một quãng bảy thứ. Thì gì nó đồ si giảm chứ không phải là đồ son hay là rê la. Thường thường là trong hai cái dây của đường kìm đó nó cách nhau có một quãng năm thôi, cái này tới đâu một quãng bảy thứ. Rồi đánh ra nhạc buồn điệu theo điệu quán rất là dễ dàng, hay là dây dòng cổ. Rồi đời thứ tư đó là ba của tôi là cố giáo sư Trần Văn Khê. Thì ông Trần Văn Khê lúc nhỏ đó được sanh ra đờn rất giỏi, nào là đờn tranh, đờn cò, đờn kìm, lại ở trong cái thưởng thụ thấp thụ tất cả về những cái dựng để nhạc cái lương đầu tiên. Tại vì bà cô của tôi đó là bà Trần Ngọc Viện, là cái người đàn bà lập ra một cái hát gọi là đồng nữ ban, toàn là con gái không, không có đàn ông. Là làm ra cái đoàn đó được cái chuyện 1-2 năm gì đó rồi tan rã, tại vì không đủ điều kiện, tại vì tốn hao rất nhiều. Mà toàn là những nghệ sĩ, toàn là những cô gái nhà quê không à, chứ không có nghệ sĩ nào là nổi tiếng hết. Rồi khi đó đó ba tôi mới là có tinh thần muốn phát triển về âm nhạc, mới là đi hướng về hướng nhạc Tây phương. Đó, thành ra thích đờn đờn mandolin cái này kia, rồi cái si mà đi ra học xong cái tú tài mới được đi ra ngoài Huế, đi ra ngoài Hà Nội là học về học về y khoa để trở thành bác sĩ. Thì khi đó mới ra ngoài Hà Nội đó, thì cả cái đám sinh viên Lưu Phước mà Nhân Bộ này kia mới đi chung nhau hết, đi ra ngoài kia. Ông Lưu Phước là người sáng tác nhạc rất là hay, mà nhạc tranh đấu hồi thời đó, thì mới sáng tác ra cái bài mà tiếng gọi sinh viên đổi ra tiếng gọi thanh niên, rồi từ thanh niên mới tiếng gọi công dân, mới trở thành ra quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Đúng đó rồi. Thì khi đó là ba tôi trở thành ra nhạc trưởng, điều khiển nhạc trưởng ở trong dàn nhạc. Tôi nghĩ là bây giờ mình phải mặc áo cho đẹp đánh ra, tại sao mình không có thể làm được những điều biểu hòa âm. Rồi khi sau khi mà đi kháng chiến rồi đó, trở về rồi tới năm 1949 thì mới là đi sang Pháp. Đi sang Pháp thì mới nghĩ rằng sau một thời gian tới Hiệp định Geneva thì mới nghĩ rằng bây giờ chiến tranh đã chấm dứt, thì bây giờ phải quay về để nghiên cứu về nhạc cổ truyền. Tôi mới ghi tên để mà học nghiên cứu về nhạc học. Thì mới là ghi tên ở đằng Sorbonne, trường đại học Sorbonne. Và 4 năm sau, 1958, mới đệ trình luận án tiến sĩ về nhạc cổ truyền Việt Nam. Là cái người đầu tiên đặt một viên gạch chắc chắn về cái nền tảng lịch sử âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Rồi từ đó mới sao đã trở thành ra một nhà nghiên cứu, đi sống ở bên Pháp từ năm 1949 cho tới năm 2005 mới trở về Việt Nam sống, rồi để mà tiếp tục truyền bá lại cho cái nhạc cổ truyền cho cái đám sinh viên ở bên Việt Nam. Tôi là đời thứ năm,
là được sanh ra ở bên Việt Nam nhưng mà đều đi sang Pháp, và lúc đó là năm 17 tuổi. 17 tuổi tức là khoảng đầu năm 1961. Thì khi đó đó là tôi là sinh 1944, tôi là con khỉ mà giáp thân. Rồi khi đi tới cái vấn đề là tôi hồi trước đó là đi học ở trường trường quốc gia âm nhạc, học về cái đờn vĩ cầm, rồi tốt nghiệp đờn vĩ cầm, tôi học với giáo sư Đỗ Thế Việt. Rồi khi tôi mới đi bên bên Pháp, tôi nghĩ là bây giờ tôi tiếp tục trở thành nhạc công đờn vĩ long hay không. Thì sau khi mà suy nghĩ rồi là ba tôi mới nghĩ rằng bây giờ cái vấn đề mà đi học violon đó nó cũng không có đi tới đâu, là theo cái lời khuyên của một vị đại nhạc sĩ là Yehudi Menuhin, là cái ông đó là cái sư tổ về đờn violon trên thế giới, là bạn của ba tôi, mới là tìm cách khuyên tôi trở về nguồn đi, là cháu là cái người có một người cha giữ dưỡng truyền thống âm nhạc, tại sao cháu không trở về để mà tiếp nối con đường đó mà đi học trở thành một người nhạc công đờn vĩ cầm. Xứ Pháp không cần có thêm một người nhạc công Việt Nam đờn vĩ cầm mà cần một người thầy dạy về âm nhạc cổ truyền Việt Nam ở tại Âu Châu này. Thì sau khi nghe lời ông ấy tôi thấy rất là chí lý, chí lý, tôi mới nói với, tôi xin phép được ba tôi chấp nhận tôi là học trò. Thì ba tôi bằng lòng trao, nghĩa là dạy dỗ cho tôi trong vòng 10 năm. 10 năm để học nhạc cổ truyền Việt Nam, học nhạc Đông Phương, nhạc xứ Iran, nhạc Ấn Độ, nhạc Trung Quốc, nhạc Nhật, nhạc Hàn Quốc, nhạc Nam Dương. Tất cả những chuyện đó là để trình chi ung đúc cho tôi trở thành là một người có một sự hiểu biết, không phải chỉ có nhạc Việt Nam, tại vì tôi đờn học đi đàn tranh, học về đàn cò, này kia, đánh xin tiền, đủ thứ chuyện hết. Thì khi đó nó tôi tiếp nối phụ tá ba tôi để mà dạy về đàn tranh ở tại bên Pháp. Thì tôi thấy rằng sau khi tôi dạy đó, thì thấy những người Việt Nam nó học mà không có cái vấn đề gọi là đam mê, thiếu đam mê, thành ra chỉ học chơi cho vui. Thành ra tôi bỏ đi, tôi nói bây giờ thôi, tôi không chịu mất nhiều thời giờ mà tôi chỉ muốn làm một cái chương gì cho nó hay đẹp cho âm nhạc Việt Nam. Mà bây giờ tôi thấy như thế, mà tôi nghĩ rằng bây giờ tôi học cho nhiều cách mấy đó, tôi không thể nào bằng ba tôi được hết. Thì ba tôi là sư tổ, người quán thông tất cả về truyền thống âm nhạc mà lại là có một sự hiểu biết rất là rộng rãi. Là đâu tôi xin phép ba tôi bây giờ tôi đi ngã khác, tôi đi con đường khác để cho ba tôi thấy rằng tôi có đủ khả năng để tạo thành ra một người nghiên cứu âm nhạc, có đủ tài ba để mà đi tiến xa hơn. Tôi chọn là vấn đề hát đồng song thanh. Đồng song Thì từ năm 1969, sau khi mà 1968 đó, là tôi được đi vào thông nhận vào trong Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học, nó gọi là National Center for Scientific Research ở tại Paris. Tôi được bổ nhiệm vào trong cái viện nghiên cứu nhạc dân tộc ở tại Bảo tàng huyện Musée de l'Homme. Thì nơi đó đó tôi khám phá ra, tôi được giao cho trọng trách để nghe tất cả những tài liệu âm thanh về nhạc cổ truyền. Thì tôi khám phá ra xứ Việt Nam có rất nhiều những cái đờn mà tôi nghĩ là hồi đó tới giờ tôi chưa bao giờ nghe, bây giờ tôi nghe được ở trong tài liệu như thế, tôi rất là sung sướng. Thì một hôm tôi khám phá ra có một cái loại hát, tại sao mà hát hai giọng cùng một lúc. Thì nhờ vậy đó mà tôi bắt đầu tôi đào tạo, tôi tạo thành ra một cái truyền thống để trong tương lai đó, từ 69 cho tới bây giờ là 50 năm, tôi đã bỏ hết cái thời giờ để mà nghiên cứu cho cái bộ môn trở thành ra một cái bộ môn vững chắc, có nề nếp theo tinh thần khoa học của Tây Phương, để cho người ta có thể học hỏi, đốt thời gian, làm thâu ngắn lại cái thời gian học hỏi để tạo thành ra một cái chuyện mà rất là dễ dàng, có thể phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cảm ơn chú thật nhiều với những chia sẻ này, đặc biệt là cho con và thế hệ trẻ biết rõ được năm đời phục vụ nghệ thuật truyền thống của gia đình. Xin quý vị đừng rời màn ảnh, nhạc sĩ Trần Quang Hải cùng với Jimmy sẽ trở lại cùng với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi
International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị đang giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà sĩ Trần Quang Hải. Thưa chú, lúc nãy chú có chia sẻ là cái thế hệ thứ tư của ba chú đó thì không phải là chỉ có riêng ba chú mà còn tới mấy nghệ sĩ cùng là anh em trong nhà của ba chú nữa. À, đúng rồi. Dạ. Tại vì ba của tôi là một người đi về cái hướng gọi là nhạc dân tộc. Dạ. Như là có người em đó là chuyên môn về hát nhạc hài hước. À. Đó thì gọi là ông Trần Văn Trạch. Mà người Việt Nam cho là khoái kiệt Trần Văn Trạch. Tại vì sao khoái kiệt? Tức là làm những cái chuyện mà người bình thường không làm. Thí dụ như là bắt chước tiếng con gà, tiếng con chó ở trong nhà rồi kia, rồi tiếng bắn súng, tiếng xe chạy đua, cái này kia đủ chuyện hết. Rồi đặt ra những cái bài nhạc mà hài hước. Thí dụ như tai nạn cái telephone, cái đồng hồ tai, hay là chiếc xe lửa mùng năm. Đó, những cái bài. Đó, thành ra. Mà ngoài ra đó là một trong những ca sĩ duy nhất của miền Nam mà hát dòng Nam. À. Ngay cả luôn mà hát bài Chiều Biên Giới của anh Nguyễn Văn Đông là cũng hát dòng Nam. Nhưng mà người ta nghĩ rằng bây giờ đó tất cả tân nhạc thì phải hát dòng Bắc thì nghe hay hơn. Đúng như vậy. Nhưng mà điều rất rất may cho chú tôi là cái người duy nhất mà hát dòng Nam mà vẫn có nhiều người yêu thích. Mà mình nên biết rằng đó những ca sĩ mà trước cái thời đất nước chia đôi năm 54 đó, lúc đó người Bắc chưa có đi vào trong miền Nam nhiều, thì các ca sĩ người miền Nam hát giọng miền Nam không à. Giống như ca sĩ Ngọc Hà, giống như người cô của tôi đó là cô Ngọc Sương, khi hát lấy tên là Thủy Ngọc, là hát khoảng năm 1950, là hát cái bài Chim Chích Chòe của nhạc sĩ Đức Quỳnh, hay là Thiếu Nữ Việt Nam, của Lưu Phước hay này kia, thành ra tất cả những cái chuyện rất là hát giọng nam rất là giọng Nam. Mà ba tôi đó hồi lúc trước cũng hát giọng Nam à. Rồi sau này thì hát hơi lan chút. Nhắc đến nghệ sĩ Trần Văn Trạch là người chú ruột của chú đó, thì phải nhắc đến bài mà Sổ Số Kiến Thiết Quốc Gia. Đúng rồi. Một cái bài. Bài đó là người có thể nói là trong 20 năm, từ 55 cho tới 75, là người Việt Nam nào trong cái sanh ra cái thời buổi đó đó là đều biết đến cái bài đó. Mà cái bài đó là mỗi bữa thứ ba đó, chiều thứ ba đó ở tại Rạp Thống Nhất là đều nghe hát cái bài đó tại trước khi sổ số. Rồi bây giờ đó khi mà chú ba tôi mà mất đi rồi đó, thì tất cả những người bán giấy số ở Sài Gòn đó để tan. Nói là ông Trạch là ông tổ của sổ số. Nhà sổ số. Khi thức quốc gia mong ở lòng ta sẽ giúp bao người được nên cửa nhà. Tôi điểm gian sang xoa bao lòng can tan liền kiến thức trong giấc mong gian. Triệu phú ra nơi 50 đồng thổi mua lấy xây nhà giàu sang mấy hồi. Một số quốc gia giúp đồng bào ta ấy là chân chính của người Việt Nam. Kiến thức quốc gia mong ở lòng ta sẽ giúp bao người đẹp nên cửa nhà. Tôi điểm gian sang xoa bao lòng can tan liền kiến thức trong giấc mong gian. Triệu phú đến nơi 50 đồng thổi mua lấy xây nhà giàu sang mấy hồi. Một số quốc gia giúp đồng bào ta ấy là thiên chức của người Việt Nam. Một số mau lên, số số gần đây. Một số mau lên, số số gần. Dễ thương quá. À, hình như nghe nói là cũng là trong gia đình chú có cái đoàn gọi là đoàn Sầm Giang phải không chú? Sầm Giang là lúc đó chú ba là làm ở trên đài radio, tức là ban Sầm Giang thì có cô Bích Thuận này, có em bé Bạch Yến này, em bé Hùng Cường, tức là những người đó còn nhỏ, khoảng chừng năm 1900 năm mấy không biết nữa. Lúc mà chú có vô hát, Bạch Yến mới có 10 tuổi 11 tuổi vậy đó. Rồi cái ban ba dân Nam còn nhảy vô lúc đầu, rồi sau đó tách ra. Khi đó là chú Trần Văn Trạch đó là cái người đầu tiên đặt ra cái tên Đại Nhạc Hội. Đại Nhạc Hội là làm sao? Là đi phối hợp trong cái đó là có vừa có ca nhạc, vừa có ảo thuật, vừa có làm đủ thứ chuyện hết, gọi là phụ diễn tân nhạc.
ở trước khi mà có chiếu Tuồng Hát Bóng ở rạp Việt Long và rạp Nam Việt này kia đủ thứ chuyện hết. Những cái lúc đó là cái khai mào là cái thời mà 55 56 này kia đó, cách nay cũng là gần gần 70 năm rồi Đúng đó. rồi. Thành ra cái lúc đó đó là trước khi mà chiếu bóng cho người ta coi thì có đi cái màn diễn chơi Cùng hát diễn chơi này nghề. kia, thành ra lúc đó mấy người ca sĩ chạy show rất là Dạ. đắt. À, tại vì con biết cái đoàn Sầm Giang là bởi vì bây giờ trên YouTube có những cái video để là Sầm Giang tái ngộ, thì có chú, có cô Bạch Yến, rồi có cô Ngọc Sương hát. Đúng rồi, hồi đó là năm 1994 là vào tháng 5 mà ông Trần Văn Trạch bắt hồi tháng 4, là lúc đó là hồi mỗi lúc là làm cái chương trình đó là cuối năm 1993 là ông Trần Văn Trạch còn còn sống mà chưa có phải là đi tới cái giai đoạn mà bệnh nặng. Thành ra nghĩ là bây giờ đó tại sao mà không làm một cái gia đình, một cái chương trình phối hợp gia đình họ Trần đó, Trần Văn Khê, Trần Văn Trạch, Trần Ngọc Sương, rồi thêm Trần Quang Hải, rồi thêm Bạch Yến là cô dâu nữa. Thành ra đủ những người gọi là đủ tài năng để làm một chương trình hay. Thì đụng cái là năm tháng 4 1994 thì ông Trần Trạch qua đời, nhưng mà điều vẫn tiếp tục làm cái chương trình đó đã là tuyên bố hết tất cả mọi người. Thành ra trong những cái phần mà nói về ông Trần Trạch đó thì lấy những cái Video video cũ. cũ đó đem lắp vào trong đó, thì Trần Văn Trạch được nhân được nghệ sĩ Việt Hùng phỏng vấn đó, rồi thấy dựng được ai phỏng vấn là đem để hết, rồi nghe là những cái bài sổ số cái quốc gia, những cái bài vui rồi hề diễu này kia thì có sự đóng góp, và đóng góp qua những chương trình đã được quay từ mấy năm về trước. Rất là quý với những cái kỷ niệm và những chia sẻ này. Sau một vài phút thương mại đi, con sẽ nhờ chú nói thêm với các thính giả về những âm nhạc cổ truyền nha. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị bạn dùng màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trần Quang Hải. Thưa chú, lúc mà chú ở bên Paris đó, thì chú học về nghiên cứu các loại đàn của các người dân tộc. Thì con thấy có một cái loại đàn mà gần đây chú cũng hay trình diễn cho tất cả các trường và cũng như cho sinh viên, đó là đàn môi. Đúng rồi, Từ đâu mà có cái đó, chú có thể cho khán giả cái không? làng môi đó theo nhưng mà chú biết đó là khi mà tôi ở bên Việt Nam đó là không có biết cái đàn môi là cái gì hết. Đến khi mà đi qua bên Pháp đó vào năm 1965 thì có đi đi coi một cái đi dự một cái buổi nói chuyện của một người nhạc sĩ người Anh chơi một cái đàn nhỏ 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 trong miệng, cái mình làm biết cái đàn gì mà lạ quá vậy, cái mà đánh thành bài bản nghe cũng đã quá, cái mình sau khi mình làm xong rồi mới nói là hỏi người đó bây giờ cái đàn này tên đàn gì. À, người đó nói, cái đàn này tiếng Pháp gọi là gambard, tiếng Anh gọi là jewsharp, tại ông nó người Anh mà jewsharp tức là cái đàn Do Thái, thấy không? Rồi thành ra thật sự là người Do Thái cũng không biết chơi đàn này đâu, thì cái chữ jewsharp đó là nó do cái chữ jaws hợp cái hàm jaws hợp, thành ra khi đó đó mới hỏi bây giờ anh có thể anh cho tôi coi coi anh đánh làm sao mới để đánh 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 trời nó hay quá, cái thấy thấy mình thích đó, cái anh chàng đó là tôi tặng anh cái đời này mừng quá đem về mình cắt chơi 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 riết, cái bắt đầu để ý thì từ đó mới sau đó mới là khi mà đi vô trong cái trường làm nghiên cứu rồi đó mới khám phá ra dân tộc Việt Nam cũng có đàn môi nữa giống như vậy nữa mà kiểu khác đó, thành ra bây giờ mới nghĩ à bây giờ tại sao mình không phát triển thêm cái đàn môi này, tại thấy ra đàn môi của Việt Nam đó nó vừa có đàn môi bằng kim kim loại mà nó có đàn môi bằng tre nữa, rồi làm sao mình đánh được, thì mình ngồi nghiên cứu riết một lần đó đi tạo thành ra cho tới năm 1000 cách đây 45 năm đó là tôi mới đem cái đờn môi của người Mông bằng thao, Người hơ mông thì cái đờn môi của người Mông bằng thao đó nó lạ lắm, Dạ. nó chỉ là một cái thanh bằng thao thôi, thì nó làm như thế này. À.
là của người Mông gốc đó. Đó thấy nha. Ừ. Dạ. Đó, thì cái đợt này đánh ra vậy nè. Dạ. Thì nó không kêu gì hết á. Đúng rồi. Thì nó cái âm hưởng nó trộn vào trong miệng mình á. À. Thì mình để lên gần miệng đó thì cái âm nó được phóng đại ra. Dạ. Hiểu không? Yeah. Thì đó có một âm thanh. Bây giờ làm sao mà cho nó thành cao độ, nó thay đổi. Thì mình bây giờ mình thay đổi của cái miệng đó, mà mình không được nói chuyện đó. Thì bây giờ mình làm vậy thì nó không có gì vui hết. Làm thành bản nhạc. Bây giờ đánh thành là cái thăng âm. Bây giờ đó Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Thấy không? Ra. Bây giờ nó nói, anh chơi đó rồi, anh chơi nhạc Tây. Vì hỏi chứ bây giờ anh chơi nhạc Việt Nam được không? Thì bây giờ tôi chơi nhạc Việt Nam. Họ sự sang xê công liêu công xê sang sự họ. Đó, thì bây giờ nó hỏi bây giờ đó vậy, vậy thôi bây giờ nó, anh chơi một cái bản Việt Nam đi. Yeah. Bây giờ nó được giờ chơi cái bản mà gọi là người Việt Nam mà cũng biết hết đó. Bài Cò Lả thấy không? Yeah. Con cò cò bay lả lả bay lả bay từ từ cửa phủ phủ bay ra ra cánh đồng thấy chưa? Rồi bây giờ cái này đó, yeah. Hỏi chứ bây giờ nó có chuyện khác, cái lợi của cái cây đàn môi. Yeah. Là mình có thể mình chơi vừa cái giai điệu thêm tiết tấu vào. À. Đó là cái sáng kiến của chú. À. Thành ra mình vừa chơi, mình đánh thành ra có tiết tấu, tạo thành nhạc techno. À. Mấy đứa trẻ thích vô cùng, tại vì mình chơi đúng theo cái nhạc của thế hệ của mấy người trẻ. À. Đúng là techno. Techno. À, từ cái đàn môi của người Hờ Mông mà rất là đơn giản, là cứ thường thường mà chú phát triển ra thêm có giai điệu. Đúng rồi. Là tôi đang phát triển ra. Yeah. Làm thành ra một cái lời nhạc nó phù hợp với tôi trẻ. À. Thế bây giờ mình kêu mấy người Mông đánh đánh rất là đơn giản. Đúng rồi. Yeah. Hình như ngoài cái đàn môi còn có thêm cái đàn muỗng nữa phải không chú? Đúng rồi. Yeah. Thí dụ cái đàn môi này đó. Yeah. Là nó có cái lợi ích đó. Ừ. Là nó thay thế cho giọng nói của mình. À. Là mình có thể mình nói chuyện được. Oh. Thật ra đó, tôi mới dùng cái đàn môi này để trị bệnh cho người ta. Ừ. Dùng trong cái gọi là y học. Ừ. Là để cho người đó khỏi những người bị đứt dây thanh quản. Ừ. Thanh quản đó. Yeah. Không nói chuyện được. Yeah. Thì đem cái đàn môi này vô thay thế cái dây thanh quản mình nói chuyện. À. Thí dụ mình nói bây giờ đó mình nói hôm nay tôi đi chơi vui ghê. Ừ. Thấy không? Đúng rồi. Rồi nó nói vậy, nó không bây giờ thôi thì đâu anh nói thử tiếng Anh coi. Ừ. Hello, how are you? I'm very glad to play the music for you. Hello, how are you? I am very pleased to play the music for you. Thấy không?
rất là hiểu, người ta cũng hiểu như thường. Mình không cần cái thanh quản của mình. Thì cái đó đó, cái ở bên Việt Nam đó, nó có cái là cái bằng tre. Đại sứ Việt Nam đại sứ có tre, nhất là ở vùng cao nguyên Trung Phần, đầy tre hết. Thì thay vì mình không có những cái kim loại thì mình dùng bằng tre. Mà kỹ thuật đó, cái nguyên tắc nó cũng giống nhau, là nó có một cái khung và cái lưỡi gà. Nè, cái lưỡi gà này thấy không? Giống như cái kia. Giống như kia là lưỡi gà nó lên xuống, lên xuống, lên xuống. Để phải đánh nhẹ. Nhưng thì mà vẫn có làm cái sợ bị gãy không? Đánh nhẹ thôi. Đánh nhẹ thôi. chơi nhạc cũng vui như thường, mà vẫn là dễ hiểu, mà cái này là tốn ít tiền hơn, mà ai cũng chơi được, ai cũng có thể làm được. Nếu mà mình chịu khó mình làm cái nguyên tắc mình chuốt vô chuốt cái tre làm thành cái lưỡi, đó. Còn cái đàn muỗng thì sao chú? Cái muỗng đó là cái này là dĩ nhiên là cái muỗng đó là nó rất là tiện. Cái muỗng là mình lấy hai cái muỗng mình chơi về cái gì tiết tấu. Là tôi đi học rồi coi này, lúc này cũng đánh muỗng cũng gần 70 năm ạ. Đó là người Việt Nam duy nhất mà chơi muỗng độc tấu trên sân khấu. Mà trên thế giới chỉ có mình tôi là người duy nhất là dám chơi nhạc muỗng trên độc tấu. Tại vì đa số đó dùng muỗng để mà đệm trong dàn nhạc thôi. Chứ không có ai mà nghĩ mà phải làm nhạc tiết tấu, làm độc tấu hết. Thì cái muỗng này đó, nếu... ở nhà ai cũng có muỗng hết á. Mà nếu bây giờ không có muỗng, mình đi ra tiệm phở mình xin muỗng. Muỗng ăn nó phở nó có được luôn. Đó, muỗng này rất là dễ. Thì mình muỗng càng rẻ chừng nào đó thì càng dễ đánh chừng ấy. Đừng lấy muỗng bạc. Muỗng bằng nhôm hay là muỗng bằng thau, mấy cái chất gì đó nhẹ nhàng. Muỗng càng nhẹ thì đánh càng dễ. Mình bẻ cong nó lại như thế này đó thì mình tạo thành những tiết tấu. Mà cái tiết tấu chánh đó là nhịp 2, 1, 2, đùi, tay, 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 đến ngay càng mau. Đánh thành nhịp 3, giữa hai ngón tay. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 đánh hàng mau này, đánh 3 ngón tay 4 ngón tay 5 ngón tay kéo lên 5 ngón tay kéo lên lưng bàn tay. Đánh 2 ngón tay kéo trên lưng ngón tay đỏ, kéo trên xương ngón tay đỏ và ngón tay cái, kéo trên hết cánh tay, đánh miệng. Chơi thành bài bản thế chứ đừng xin đi sơ đánh cái bài sợ thái đình đình ta 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 âm thanh nghe ghê không? Mà ví dụ một người mà chưa biết về cái này mà học á, khoảng bao lâu mà mới đánh được như thế này thưa? Nếu đánh được như chú thì phải học 30 năm. 30 năm. Còn nếu mà muốn học đánh chơi đó, 3 phút. 3 phút thôi. Không sợ là phải rớt muỗng. Không, là tại
là ở bên Pháp đó, là tôi có làm một cái dàn nhạc 50 cặp muỗng, là có muỗng cà phê, muỗng súp, muỗng bự, thành ra dàn nhạc như có violon, cello hay là counterbass, đánh thành ra cả một dàn nhạc. Tôi đứng ra tôi điều khiển thành tiết tấu khác nhau, chỉ họ đánh muỗng nhỏ đó đó, tóc 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 tóc, muỗng muỗng súp, tóc 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 tóc, rồi cái ở cái phía sau nữa là tôi bắt tùng 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 tóc tóc tùng tóc tóc tùng tóc tóc tùng tóc tóc tùng đó, thành ra là tạo thành mấy đứa nhỏ đứa nào cũng khoái hết. Đúng rồi, nó chơi vui mà, gọi là chơi vui để học. Từ từ đó làm cho mấy đứa nhỏ đó nó thích, nó thích, nó tự nhiên nó phát triển về vấn đề tiết tấu, tạo ra những cái điều sáng tạo. Mà đứa nhỏ nó càng sáng tạo chừng nào đó thì những đứa nhỏ đó nó làm giỏi hơn, nó giỏi hơn hơn tôi, tại vì tôi là người già đó, thì nó sẽ đóng góp những cái tiết tấu rất là lạ lùng. Mỗi đứa nó có, mà những cái dân tộc càng nhiều dân tộc nào đó thì càng đánh càng hay chừng đấy, tại vì mỗi một dân tộc nó có truyền thống về tiết tấu. Thì người Ấn Độ đó thì nó học trống mau lắm, rồi nó làm tiếng mau, rồi cái người đánh chậm to 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 thì cũng vui, thấy không? Rồi nó tùy theo mỗi cái người, mỗi cái dân tộc nó có những cái vấn đề tiết tấu nó khác. Sau một vài thông tin thương mại thì nhạc sĩ Trần Quang Hải cùng với Jimmy sẽ trở lại cùng với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị và những ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trần Quang Hải. Thưa chú gặp cô ca sĩ Bạch Yến trong trường hợp nào và hai người kết duyên cùng với nhau? Năm 1962 đó, lúc đó tôi là sinh viên ở bên Việt Nam, mới qua, thì chỉ một cậu sinh viên nhỏ thôi, thì tình cờ có đi xem được một chương trình của do nữ ca sĩ Bạch Yến hát, thì mình nhìn thấy mình cũng thích, nhưng mà điều cô ấy đó thì quen với ba tôi nhiều hơn, tại vì dầu sao cũng là đồng nghiệp, đó thành ra ba tôi mới giới thiệu ra đó, con trai tôi mới ở bên Việt Nam mới qua, thì Bạch Yến cũng dòm lắc ra tay như thế này, tôi cũng chào, cũng chào thôi, không nói gì hết. Thì bạn đi một thời gian 16 năm, năm 1978, thì tình cờ Bạch Yến đi qua bên Pháp, đi tham dự một chương trình nhạc hội, thì tôi cũng có đi nghe một chương trình nhạc hội của người Việt Nam, thì lúc đó là tôi đã có gia đình rồi, tôi có vợ một đứa con của tôi 5 tuổi, thì tới thì tôi gặp Bạch Yến thì chạy lại ôm mừng, Bạch Yến nói, ủa, anh có biết tôi là ai không? Nó biết chứ. Đây là ca sĩ Bạch Yến mà. À, vậy thì được lắm. Mà Bạch Yến đã biết tôi là ai rồi. Thì đó là, khi nói là bây giờ thôi để tôi mời Bạch Yến đi ăn cơm một ngày nào đó, mình lấy hẹn trước. Thì khi mình lấy hẹn ra rồi, thì hai bên nói chuyện nhau này kia. Thì sau 24 tiếng đồng hồ, thì tôi hỏi bây giờ Bạch Yến có rảnh không? Nói, rảnh. Nói, tôi cũng rảnh nữa. Thì hai bên đều rảnh phải không? Nó được rồi, hỏi cho Bạch Yến có chịu sống với tôi không? Mình nói, why not? Sao không? Tại sao không? Rồi cái tôi mới về nhà, tôi mới lo cái vấn đề gọi là giấy tờ, in thiệp, tôi cũng mời 400 người bạn, rồi đừng làm một cái buổi nghĩa là ra mắt. Thì là ai nấy cũng vui, tại toàn là nghệ sĩ không à. Trời, buổi đó vui lắm, suốt cả đêm đó ai nấy cũng hát, người này hát, người kia hát, người này ngâm thơ, đủ thứ chuyện hết. Rồi cái sống với nhau trong một năm, thì sao lúc đó chưa có làm giấy tờ. Rồi tới một năm sau đó, mình thấy là không bây giờ được rồi. Thì bắt đầu làm giấy tờ, thì năm 1979 là chúng tôi chính thức là thành vợ chồng. Rồi cái tôi mới nói là bây giờ mình thành vợ chồng rồi, bây giờ mình sẽ suy nghĩ trong tương lai mình làm gì. Bây giờ nếu bây giờ Bạch Yến trở về bên Mỹ đó, là để tiếp tục con đường đi trình diễn tân nhạc đó, thì mình sẽ không gặp nhau nhiều. Thì bây giờ nếu mà bằng lòng trở về đây học thì dân ca, hát nhạc Việt Nam cổ truyền, thì mình có thể mình đi đờn chung, hát chung được. Thì Bạch Yến suy nghĩ thôi cũng được đi. Mới bằng lòng là đi
luyện tập mới bắt đầu đi ra những giai hát. Giai hát 79 đã ra giai hát rồi. Đó, ra giai hát dân ca Việt Nam. Rồi cái năm 1983 mới làm cái dĩa hát mà được giải là Salako, cái dĩa đây. Cái dĩa này đó. Đó, cái dĩa này đó là Việt Nam Trần Quang Khang Bạch Yến, là cái dĩa Việt Nam duy nhất cho tới ngày hôm nay là được cái giải thưởng quốc tế của Hàn Lâm Viện Salako về dĩa hát của Pháp. Đó. Thành ra nhờ vậy đó là tiếng tăm bắt đầu người ta để ý tới và người ta đi mời. Cho tới ngày hôm nay là để diễn trên 1.500 buổi về nhạc dân tộc Việt Nam. Và đi khắp các nơi, đi 70 xứ. Làm thêm một số giai hát nữa. Và làm thêm CD, được thể hiện hết. Nhưng mà điều Bạch Yến bằng lòng để mà bỏ hết tất cả về cái chuyện mà nghề chánh của mình để trở làm nghề phụ để được sách đờn cho chồng đi khắp các nơi. Con thấy là cô Bạch Yến thì lúc trước đó là hát tân nhạc, hát kiểu ký xướng âm mà tân nhạc bây giờ thì phải ngân nga, thì khi mà hát dân ca thì có phải thay đổi gì nhiều không? Ngân nga là bỏ hết. Ồ vậy. Tất cả đều là hát mộc, hát chay, hát giọng trơ ra. Nhưng mà điều hát như thế đó là chúng tôi đi chỉ hát không có âm thanh, không có gọi là để mà phóng đại ra đờn mộc, đờn tranh của đờn mộc, đờn cò của đờn mộc là hát bình thường. Thành ra trong cái phòng đó 100-200 chỗ đó là không nghe lý gì, mình hát cái giọng mình ra đó người ta đều nghe được hết, khỏi cần cái phải có microphone. Đó, thành ra nhờ vậy đó mà chúng tôi đi diễn cho người Tây phương rất nhiều, ở những cái đại nhạc hội liên quan quốc tế gọi là International Music Festival đều là mời chúng tôi đi đại diện cho Việt Nam. Cô với chú có bao giờ trình diễn nhạc cổ truyền cho người Việt Nam không? Có, trình diễn cho người Việt Nam cũng có nhiều điều, không phải là trình diễn thường xuyên. Thí dụ như một năm có thể diễn chừng 4-5 buổi cho người Việt Nam. Và đi tới một cái nơi nào, một cái xứ nào, tỉnh nào đó, chúng tôi cũng được kiếm người Việt Nam để trình diễn một buổi cho người Việt Nam. Mà diễn người Việt Nam nói rõ cái vấn đề là sự phong phú và cái nét đẹp đẽ trong nhạc dân tộc, chứ không phải là trình diễn tân nhạc. Đó. Con thấy hình như cô chú trình diễn như trong cái hình này rất là Việt Nam. Hình như cô chú cũng có cái tiêu chí khi mà trình diễn là phải thuần túy là Việt Nam, mà áo dài đúng phải không chú? Không những là áo dài cho đúng mà lại là cách chào, cách đi ra, đi vô được phải đều đúng hết. Là không được sơn móng tay, không được đeo nữ trang hay là làm những gì đó. Chào đó là phải chào theo kiểu Việt Nam, hai tay chắp lên như thế này, chào xuống như thế này. Tại vì cái chào đó, mà chào bảy bạ đó, là nó sẽ lòi ra. Thí dụ, người Ấn Độ đó thì chào phía trên này nè. Người Thái đó chào dưới này. Người Tàu đó thì để trên này. Người Việt Nam thì để dưới này. Người Nhật thì để hai tay cúi đầu xuống. Thành ra bởi vậy đó là cái cách chào đó, mình nhìn vô mình biết cái đó là dân tộc nào. Còn người Tây phương cũng có bắt tay thôi. Thành mình không biết người đó là người Pháp, người Anh, người Mỹ hay gì hết. Mà Việt Nam mình chuẩn biết liền. Đó, cái đó là rất là quan trọng. Cái tư cách và phong cách của người Việt Nam khi đi trình diễn, nó diễn tả ra được cái màu sắc của dân tộc Việt Nam. Và khi mình đi đứng đó là người chồng phải đi trước, người vợ phải đi theo sau. Chứ không phải là muốn đi lần sau đi. Đó, đi ra phải đi từ từ, đứng rồi cái chào khán giả, chào xuống nhẹ nhàng, rồi cái bắt đầu đi nhẹ vô. Mình giống như mình thấy tất cả người Nhật, người Nam Hàn đều đi, họ làm rất là chậm rãi, chứ đâu cần gì phải chạy lúc sau hay là đưa tay
là vậy đó, làm gì đóng được. Dạ, đúng cái phong cách của Việt Nam. À, chú ơi, con thấy là chú bên cạnh nghiên cứu về dân ca, dân nhạc cổ truyền của Việt Nam cũng như các nước khác, cũng như các loại đàn, thì hình như chú cũng sáng tác nhạc theo cái ký xướng âm của phương Tây nữa. Chú cũng có sáng tác tân nhạc phải không? Có, có hát đó rất nhiều lắm, nhưng được cái đó là một cái cuộc để cho thấy rằng một người nhạc sĩ cổ truyền hay là tân nhạc hay là đi bất cứ loại nhạc nào, mình vẫn có đủ khả năng để mình sáng tác. Tại vì chú là hồi xưa là học trường quốc gia âm nhạc. Đó, trường quốc gia âm nhạc tại sao chú học ký âm phương Tây. Rồi khi mà chú đi nghiên cứu đó, tất cả những chuyện mà đi nghiên cứu muốn muốn ký âm thì phải ký âm theo cái nhạc phương Tây. Thì rồi chú đã đi học về vấn đề sáng tác nhạc phương Tây. Những cái chuyện đó nó phù hợp cho chú là vấn đề sáng tác rất là dễ dàng. Nó không có gì là khó hết. Mà cái quan trọng của chú đó là sáng tác theo cái âm hưởng ngũ cung, chứ không phải là sáng tác theo thất cung hay là làm chuyện gì đó. Tại là cái nhạc mình nó diễn tả được cái tâm hồn của người Việt Nam. Hình như có một bài mà ca sĩ Elvis Phương hát nhiều lần lắm của chú. Hình như là Tân Hôn Dạ Khúc. Đúng rồi, Tân Hôn Dạ Khúc đó là cái bài là món quà cưới của chú cho cô Bạch Yến hồi năm 1978 đó, đúng là đám cưới. chú nghèo, chú đâu có tiền đi mua hột xoàng. Mà không phải đi hột xoàng rồi cái quỳ xuống rồi đưa hột xoàng vô rồi kia đó, làm gì cái bên Mỹ không có. Thì chú phải tìm cách đó là gói cái món quà dở ra được có bản nhạc. Rồi bà đến hát cái bản nhạc đó đầu tiên. À, là Tân Hôn Dạ Khúc. Hôn Dạ Khúc hồi 78. Tối hôm nay ngày vui chúng mình hát bên nhau hạnh phúc rạng rỡ. Từ nay vui sống trăm năm. Ước mơ nay tình yêu đã thành, hứa cho nhau dù bao khổ sầu. Gần nhau nguyện sống bạc đầu. Bên cạnh đó thì con còn thấy ca sĩ Trọng Nghĩa có hát một bài Phật Đản ca, hình như bài đó của chú. Đúng rồi, Trọng Nghĩa có hát cái bài gọi là Mừng Phật Đản. Mừng Phật Đản là cái bài đó cũng hát nghe cũng rất là khá. Là Elvis Phương thì hay dùng cái bài mà Tân Hôn Dạ Khúc để hát cái những đám cưới. Tại vì cái bài đó là nó đúng hoàn toàn là đám cưới, chứ không phải là giống như bài Ly Rượu Mừng là dùng cho đám cưới hay là dùng cho Tết hay là dùng bất cứ chuyện nào. Có những người anh lính gì luôn tung beng ở trong đó. Còn cái này là hoàn toàn là giữa hai người để gặp nhau, là cùng chúc cho nhau để được sống suốt đời bên nhau. Đó, cái vấn đề là quan trọng vậy đó. Mà cái lời rất là đơn giản, mà nhạc cũng đơn giản, thành ra dễ cho người ta nhớ hơn. Khi mà con nghe cái dĩa nhựa mà lúc nãy con cho khán giả xem mà của chú với cô thực hiện năm 83, thì con còn thấy các loại đàn như đàn môi, rồi ca, các bài dân ca. Thì con thấy có cái loại đàn mà gọi là đàn sinh tiền, sinh tiền. Cái đàn đó là của dân tộc nào, và chú nói thêm về cái đàn đó cho khán giả trẻ cũng có được biết. Cái đàn sinh tiền đó là nó gồm có 3 cái thanh bằng cây. Hai cái cây đó thì nó có những cái đồng tiền. Đồng tiền đó, cái sinh đó là cái khúc cây gõ nha. Sinh tiền là mấy đồng tiền. Đó, thì cái cây này là do người Việt Nam sáng chế ra. Là Việt Nam mình đó là chịu ảnh hưởng của Tàu rất nhiều. Ấn Độ thành ra 70-80% đó là những cái nhạc cụ của Việt Nam là của Tàu. Thì chỉ có 3 cái đờn mà do người Việt Nam sáng chế ra là đờn bầu, đờn độc quyền, đờn đáy để đờn đệm ca trù và cái sinh tiền để đệm trong nhạc triều đình Huế. Chứ là cái này để sinh tiền cất thực đó. Không phải đi sinh tiền. Đó, thành ra cái này đó là mình, nếu mà mình không biết thì mình dùng thấy 3 cây mình không biết làm sao. Thì cái cây nó cầm như thế này đó, nó gõ của triều đình Huế. Lúc đắt nó đồng tiền. Cái thứ khác đó mình kéo lên dưới này. Kéo bên hông. Rồi đánh ra nè. À.
đây bây giờ hồi xưa là để trong nhạc triều đình Huế. Dạ. Thì bây giờ triều đình Huế không còn nữa, thì người ta dùng để đệm dân ca. Bây giờ chú hát một bài dân ca gọi là hái hoa, okay. Để mà người cái được xin tiền. Hỡi bạn đường xa, hái hoa ừ cho khéo, hoa nào heo heo thì hái bỏ đi, chờ để làm chi, ừ ừ hoa cười, tê rinh tê rinh tình tăng tăng, ta đang tê rinh tình tinh tinh, tê rinh tê rinh tình tăng tăng, ta đang tê rinh tình tinh. Bướm đẹp vận hoa, bướm mơ đủ đôi má, hoa nào còn thương nhớ, thì chấm xả nua, bướm chỉ nhận nhớ, hoa tràn, tê rinh tê rinh tình tăng tăng, ta đang tê rinh tình tinh tinh, tê rinh tê rinh tình tăng tăng, ta đang tê rinh tình tinh. Lũ trẻ đùa hoa ngắt qua ở không tiếc, hoa nào còn trinh tiết, còn thiếu tình duyên, chờ để vườn tiên hoan tàn. Tê rinh tê rinh cái tình tăng tăng, ta đang tê đang tình tinh tinh, tê rinh tê rinh cái tình tăng tăng, ta đang tê đang tình tinh. Hay quá. Còn nghe bài này rất là nhớ hồi nhỏ, được học cái bài hay mà mẫu giáo. Kính thưa quý vị, hôm nay chú Trần Quang Hải đến với chương trình là bởi vì chú từ bên Paris qua bên miền Nam Cali này dự buổi ra mắt một cuốn sách Trần Quang Hải 50 năm nghiên cứu nhạc dân tộc Việt Nam do Nhân Văn Nghệ Thuật sản xuất. Cuốn sách này có hai phiên bản, một cái là tiếng Việt và một cái là tiếng Anh. Và cuốn này hình như đang được trình bán ở trên Amazon. Đúng rồi. Cho nên quý vị nào mà muốn mua để tìm hiểu thêm về một người nặng lòng với âm nhạc cổ truyền Việt Nam cũng như là của âm nhạc thế giới, thì quý vị hãy tìm mua hai cái cuốn sách này. Con hôm nay thì con rất cảm ơn chú đến với chương trình của con. Con mong là trong những ngày tới chú thật nhiều sức khỏe và có dịp chú trở lại miền Nam Cali để con mời chú lên để nói thêm về nhạc cổ truyền Việt Nam mình. Cảm ơn chào Jimmy. Dạ. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã bỏ thời giờ nghe từ đầu tới cuối. Một người chỉ nói lung tung beng hết cái loại nhạc nhạc dân tộc như điều rất là hãnh diện để giới thiệu cùng tất cả quý khán giả ở đây một cái sơ khởi, dạ, một cái gọi là những cái nét đơn sơ, dạ, về âm nhạc cổ truyền, không, dạ, có đi sâu vào trong chi tiết, dạ, và hy vọng rằng trong tương lai nếu có dịp trở lại đây thì tôi sẽ đi sâu hơn, dạ, và sẽ giải thích nhiều hơn cho quý vị được thưởng thức nhiều hơn về cái đẹp, cái thiện, gọi là chân thiện mỹ của âm nhạc Việt Nam cổ truyền. Dạ, con cảm ơn chú, dạ, thật nhiều. Và cùng với lời chào đó xin kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quý vị nào ủng hộ sách thì quý vị có thể lên trên Amazon, quý vị có thể order cái sách này rất là đặc biệt. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.